Emry xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Emry đang có mặt ở số 58B Cao Thắng, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì đồng hồ của Emry cũng là 10 giờ rồi, gọi là 1 phút nữa, 10 giờ kém 1 phút ha. Bên đây thì có một cái công ty du lịch festival đây. Ở đó thì bây giờ coi như là cũng ghi thấy đây là đóng cửa hồi trước Tết tới giờ rồi. Coi như là sửa chữa như thế nào đó nhưng mà vẫn chưa xong ha. Tình hình coi như là kinh doanh bây giờ coi như là eo xèo luôn, nó là nằm ở trong cái tình trạng gọi là tạm nghỉ rồi đó. Thì để em đi sẽ mời gia đình chúng ta cùng em tham quan khu vực này, xem tình hình kinh doanh buôn bán, cuộc sống của bà con, đặc biệt là những bà con kinh doanh ở mặt tiền đường, cũng như là cuộc sống của bà con tại tất cả kinh doanh và buôn bán ở vỉa hè này thì như thế nào. Đây thì thấy lượng xe chạy cũng khá là nhanh ha. Thì nhìn Cao Thắng bây giờ nhìn gọi là khác ngày xưa. Ngày xưa những cái tòa nhà văn phòng ngút ngàn, rồi những cái quán ăn đồ, nhà hàng đồ gọi là rầm rầm rộ rộ luôn. Bây giờ mình nhìn thấy đây nè, nó teo héo, nó chậm quá. Đó thì ngay đây thì ngay ngã ba của đường Cao Thắng giao nhau với Võ Văn Tần. Đi sẽ rẽ vào Võ Văn Tần ha, để xem cái đoạn Võ Văn Tần này thì như thế nào. Võ Văn Tần đoạn này thì đoạn hai chiều, từ Cao Thắng rẽ vào đây, chạy đến ngay cái đoạn mà Võ Văn Tần mà giao nhau với Cách Mạng Tháng Tám, thì từ trở về đó trở về sau nữa thì đó là một chiều rồi. Đó thì đoạn hai chiều này thì nó kinh doanh nó sầm uất hơn, nó ngon lành gành đào hơn. Đó thì để Ghi sẽ đi coi xem ở đây thì như thế nào ha. Ở đây cũng được cái mệnh danh là những cái thủ phủ kinh doanh về thời trang nữa, rất là ấn tượng luôn. Cái thời trang gọi là sang chảnh, cả nhà mình biết rồi. Thật ra thì khi mà kinh tế phát triển thì con người ta giao tiếp với nhau thường xuyên, thì giao tiếp với nhau thì cái đầu tiên nhất, cái quan trọng nhất là thời trang, ăn mặc là quần áo tóc tai đồ gọn gàng vảnh bao thì nhìn nó lịch sự thì nó dễ giao tiếp hơn, dễ tin tưởng hơn. Chứ bây giờ mà vào mấy môi trường mà văn phòng công ty và ký hợp đồng với nhau mà toàn là thấy đầu tóc một hồi mặc đồ thì nó rách rưới hôi hám thì rất là khó ha. Đây là cơm tấm Thường Kiều đây. Mình thấy cơm tấm Thường Kiều thì bây giờ cũng ế và vắng rất là nhiều. Đó là nhiều cái cơ sở gọi là kinh doanh bây giờ coi như là vắng quá trụ không nổi. Đó thì người ta cũng phải là bỏ chạy thôi ha. Bỏ chạy và đóng cửa phá sản rồi. Gọi là phá sản những cái chi nhánh thôi. Chứ còn Thường Kiều thì bây giờ vẫn còn ha. Cơm tấm Thường Kiều thì bây giờ vẫn còn một số chi nhánh gọi là dẹp đi đó, để mà giảm cắt lỗ, giảm bớt. Đó thì nhìn tình hình khá là ảm đạm luôn. Đó, khu vực này thì khá là vắng. Đi mờ đường mà thấy vắng gì là căng rồi. Tại vì ở Việt Nam chúng ta thì một nước đang phát triển, cho nên nó khác với những cái nước mà đã phát triển. Những nước đã phát triển rồi thì vào những cái giờ hành chánh như thế này đi, chúng ta ra đường thì sẽ ít gặp, rất là ít người ở ngoài đường. Thậm chí là học sinh rồi là không có luôn. Đó thì người ta vào người ta làm việc hết rồi. Còn ở Việt Nam chúng ta thì đang phát triển, cho nên là cái kinh doanh buôn bán nó tự do, nó còn là gắn liền với bà con rất là nhiều. Và kể cả những công ty nữa, những công ty bây giờ cái lực lượng mà đông nhất là lực lượng sale. Công ty phát triển thì mạnh hay yếu là phụ thuộc vào cái đội ngũ sale rất là nhiều. Cho nên là cái hệ thống mà nhân viên mà hành chính nhân sự nè, nhân viên về kế toán đồ thì nó ít, mà nhân viên của một cái công ty đó, cái lực lượng chủ đạo đó chủ yếu là nhân viên sale đây. Mà nhân viên sale thì cả nhà mình thấy đó, sáng vô công ty điểm danh rồi chiều vô công ty điểm danh là xong. Còn cái thời gian mà chính của họ hoạt động đó, là gần như là họ hoàn tự do ở ngoài, có thể là la cà quán cà phê, rồi hẹn khách cũng ngoài quán cà phê hoặc là quán ăn nhà hàng đó, thì ký hợp đồng rồi cũng ngoài quán cà phê. Mình thấy đó, gần như là lực lượng sale thì làm việc ở ngoài tự do ngoài đường rất là nhiều. Rồi kể cả những khách hàng nữa, người ta có nhu cầu mà được tư vấn thì người ta cũng hẹn ở quán cà phê, quán ăn, hoặc là ký hợp đồng lại mua, người ta cũng hẹn ở đó. Để làm chi? Để mà nhà mình thấy đây, nhà bán, nhà cho thuê đủ kiểu luôn ha. Kinh doanh bây giờ thì nhìn thấy oải quá rồi, tình hình gọi là best seller luôn đó. Thì hẹn nhau trở lại là hẹn nhau ở quán ăn, quán cà phê. Thành ra thì mình thấy đó, đường lúc nào cũng đông. Đây là lý do mà đường lúc nào cũng đông. Mà đường vắng thì mình thấy rồi là ít người ra đường rồi, như là cái giao dịch nó lại ít trở đi thì rất là khó khăn ha.
kinh tế rồi bắt đầu nó sẽ có một tín hiệu là đi xuống và eo xèo đó. Thì nhìn chung là những cái khoảnh khắc này thấy đó, nó te tua tơi tả rồi bớt xi lết như vậy đó, nhìn rất là buồn luôn đó. Thì tình hình kinh tế thì đi đến đây thì cả nhà mình thấy nè, eo xèo. Đây thì những cái cửa hàng kinh doanh, những cái công ty thì bây giờ khá là chậm, nhìn coi như là sáng thì mở cửa ra dọn hàng ra, rồi chiều lại là đóng cửa, dọn hàng vô đóng cửa. Những cửa hàng ngày xưa thì gọi là nhân viên rất là nhiều, bây giờ mình thấy là nguyên cái cửa hàng lớn vậy luôn, không có ai, có một nhân viên này. Đó, một nhân viên thôi, rất là chậm ha. Đó thì ở đây nữa nè, những cái mặt tiền kinh doanh nè, coi như là cho thuê nhà nguyên căn quá trời luôn, đây là mấy căn liên tiếp luôn nè. Đó thì bây giờ là làm ăn kinh tế khó khăn rồi, cho nên là cho thuê là đầy luôn ha, kinh doanh là rất là chậm. Mặt bằng đầu thì bỏ trống rất là nhiều luôn đó. Thì gia đình chúng ta thấy là nhiều cái cơ sở người ta đã kinh doanh, đang kinh doanh rồi, nhưng mà bây giờ bỏ chạy thì chứng tỏ người ta cũng gọi là bị phá sản, bị thất thu rất là nhiều đó. Thì đây cũng là một mặt tiền cho thuê nữa, thấy cây cỏ độ trên mà nó chết khô hết trơn, chứng tỏ là cái thời gian rất là lâu rồi ha. Kế bên thì bán có quán bún bò Huế này khá là đông, thì chỗ góc đường 4 Tân và Nguyễn Thuận Thực này. Đây, cái quán bún bò Huế khá là đông luôn, cái lượng xe khi sau đông quá thì không có quay xe lại để quay cho gia đình chúng ta xem được. Thì cũng chúc mừng cho cái quán ăn này, có một cái quán ăn mà được đông là gọi là ngon lành rồi. Thời buổi bây giờ phải nói là đi nhiều khi là từ đầu đường tới cuối đường luôn mà chưa tìm được một cái quán nào nó đông khách nữa. Đó, phở Lệ này. Đây là phở Lệ thì thấy bỏ chạy rồi, bỏ chạy từ năm rồi tới bây giờ rồi. Đó thì phở Lệ bây giờ chỉ còn ở cái nhánh Nguyễn Trãi thôi, cơ sở chính Nguyễn Trãi thôi, còn đây coi như là trụ cũng không nổi, vắng ế đó. Thì ghi đi mà từ đầu đường cuối đường luôn, nhiều khi là không thấy chỗ nào đang kinh doanh đâu, buôn bán gì được hết trơn, toàn là vắng và ế và phá sản luôn, nhìn thấy rất là buồn. Bởi vì lâu lâu mà thấy cái chỗ nào mà gọi là kinh doanh ngon lành ha, khách đồ đông ầm ầm ăn nên làm ra là ghi mừng dữ lắm đó. Thì có những cái cơ sở mà làm ăn như vậy, và nhiều cơ sở làm ăn mà phát triển ngon lành vậy thì việc làm càng nhiều, kinh tế càng phát triển. Cái gia đình chúng ta thấy là quắn và ế phá sản không à. Bây giờ người có tiền thì người ta cũng khổ, nhưng mà cái mức độ người ta khổ là ngồi khóc trên xe hơi. Còn bây giờ thì những người mà ít tiền như là bán hàng rong như thế này đây, mà vắng mà ế rồi việc làm không có nữa, gọi là khóc trên xe đạp đó. Cái người mà có tiền thì nó khóc trên xe hơi thì cũng đỡ, dù sao cũng có máy lạnh rồi nó phà thì cũng đỡ hơn. Còn bây giờ khóc trên xe đạp vừa nắng vừa gió vừa bụi cũng này đó, mà khóc nó tức tưởi nữa thì mình thấy nó khổ đến mức độ nào đó. Cho nên là nói về nói thì một khi mà cái sự cố gì nó xảy ra thì cái người nghèo là cái người bị tổn thương gọi là nặng nhất và đầu tiên nhất đó. Thì mình thấy đó, như là cái cô chú bán xôi bán chè đi, mà giờ lễ mà thời tiết mà nó thay đổi một cái, giờ đang nắng mà tự nhiên là mưa ầm ầm cái là coi nguyên ngày đó nó ấy thì coi như là thua rồi đó. Nhiều khi là vốn liếng chỉ có nồi xôi nồi chè đó thôi, bán cái lời thì mua gạo mua nước mắm còn ngọt, còn cái vốn thì mai lại là lấy hàng để mà tiếp tục kinh doanh, mà giờ lỡ ế một cái là coi như là thua rồi, coi như là ăn cho hết luôn. Mình thấy rất là khổ, rất là tội luôn ha, buồn, gọi là buồn miên man và buồn đủ kiểu luôn đó. Đi càng đi thì gia đình chúng ta thấy nè, ngoài đường này, nhìn vậy mà những cái cơ sở kinh doanh nó vắng tẻo treo à, không biết sao nữa ha. Bây giờ thì gần như luôn á, những cái cơ sở kinh doanh là coi như là chịu trận hết trơn rồi, trong một thế gọi là bị động hết. Có nhiều cái căn nhà mà sống mà nhờ gọi là cho thuê mặt bằng không đó, mà nhiều khi mình thấy là đối trên một cái đống tài sản, bây giờ là cả năm mấy hai năm trời không cho thuê được, cho nên là tài sản gọi là có nhưng mà tiền không có đó. Thì mình thấy là tài sản là một cái căn nhà mấy chục tỷ, thay vì một tháng thì cho thuê mấy chục triệu, 30 triệu 40 triệu thì sống phơi phay rồi, bây giờ cả năm trời không cho thuê được thì coi như là cũng nghèo rồi đó. Vì bây giờ thì tài sản mình có đó thì làm gì với nó đây, tiền tới tiền hàng tháng đóng tiền 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 nước là không có tiền đó, thì khó khăn gọi là trăm bề luôn ha. Mình thấy đó, nhiều khi mà gọi là ngồi mà ngáp gùi, ngồi mà chết đối từng ngày trên cái đống tài sản của mình. Bên đây cũng một căn nhà cho thuê nó khủng khiếp không đó, thì mình thấy rất là buồn luôn ha. Hay là có những cái anh chị mà đầu tư về đất đai độ dùng ven rất là nhiều luôn,
sổ đỏ cả chục cuốn, nói ra hỏi ra tài sản bây giờ cả chục tỷ, nhiều lắm. Nhưng mà cho tôi mượn 2 triệu đóng tiền điện tháng này đi, tại vì bây giờ tiền điện tới rồi mà giờ không có tiền đóng. Đó, mình thấy là ủa sao kỳ vậy, đại gia mà đất đai đồ đầu tư đất đai đồ cả đống mà toàn là nói chuyện tiền tỷ không, tài sản chục tỷ không, mấy chục tỷ thôi, nào bây giờ tiền điện có 1 triệu mấy 2 triệu không có tiền đóng rồi đi mượn, là mượn sao? Thì người ta mới kể ra là bây giờ thật sự đó tiền vốn như là đầu tư hết rồi, cũng để được lại 100-200 triệu gọi là ở trong nhà để mà xài đó, xài lặt vặt thôi. Mà giờ là vô tình cái là bất động sản bị đóng băng, kinh tế suy thoái, bây giờ là đất đai nó cứ ngắt cái trơn, người bán đâu có ai mua đâu, cho nên là cả năm nay luôn là không có bán mua bán gì được hết, dẫn đến một cái tình trạng đó là đây là được cách mạng tháng 8 ha, từ Võ Văn Tần kia rẽ cách mạng tháng 8, dẫn đến một cái tình trạng đó là bây giờ thì tài sản thì có nhưng mà bây giờ tiền thì không còn đó, thì bây giờ là không có tiền xài luôn, tiền điện còn có đóng nữa đó, thì hỏi sao vậy, sao không bán đất đi để mà xài, thì bây giờ có một cái câu trả lời đó là bán không ai mua hết trơn. Bây giờ ngày xưa đi, một miếng đất đi mình mua 1 tỷ đi, một cái nền đi mua 1 tỷ đi, bây giờ thì mình bán gọi là vùng ven đó, giảm 40% rồi, bán 600 triệu không ai mua hết trơn đó, thì giờ sao bán không đành. Bây giờ là 600 triệu người mua nhưng mà giờ bán 400 triệu là có người mua liền, tại vì bán rẻ quá, trường hợp là bán rất là rẻ luôn thì mới có người mua, còn nếu mà bán mà giá xem theo thị trường thì dù chịu lỗ nhưng mà vẫn không có người mua đó, thì rất là khó. Bây giờ tài sản tự nhiên là đang tỷ, đang 100%, mà giờ bán đi cái còn có 40% mà, thì đau bụng quá, không đành lòng, bắt buộc là gán phải lây lất qua ngày, được nhiều thì được, tới đâu thì hay tới đó, chứ bán thì bây giờ là không đành lòng để bán rồi đó. Thì đây là một trong những cái lý do mà thấy là nhiều khi thì những cái người đầu tư gọi là tài sản ta có đóng luôn, nhưng mà bây giờ tiền xài, tiền điện, tiền nước không có tiền đóng, thì đó cũng là một cái sự thật chứ không phải là một cái gì mà hư cấu ra đó. Thì những cái bà chị mà bà ngồi có nói chuyện trong gia đình của mình, nó nói thật sự là bà cũng chuyên cái nghề mua bán đất, bây giờ thì phải nói là trang trát luôn, tiền điện, tiền nước tới tháng gầu cũng chết vậy, không có tiền trả, không có tiền đóng. Nó đất đai thì bây giờ nó đứng cứ ngắt hết trơn rồi, đâu có nhúc nhích gì được đâu. Cho nên là bây giờ thì coi như là khó khăn trăm bề luôn. Đây thì ngay ngã tư ha, của cách mạng tháng 8 và Nguyễn Thị Minh Khai, thì sẽ đi thẳng lên trên luôn. Đó, mình thấy giờ này 10 giờ, mới 10 giờ 10 phút thôi. Mà nắng cỡ này, còn hồ đi, 10 giờ 10 phút nữa. Nắng quá trời luôn ha. Đây là cái mặt tiền ngay lô gốc này. Bây giờ là không ai dám thuê chứ. Giờ thuê rồi là coi như là đầu tư vô đây là coi như là bây giờ cắn lưỡi, đầu tư càng lớn càng chết. Những cái tập đoàn lớn như là Thế Giới Di Động rồi đây, và bây giờ là cũng phải là trả những mặt bằng lớn để đi thuê những mặt bằng nhỏ, mặt tiền nhỏ để giảm cái chi phí trong thời điểm này. Cho nên là những cái mặt tiền lớn bây giờ rất là khó cho thuê luôn ha. Quán cà phê lô gốc bây giờ là không có người ngồi luôn, quá trời vắng luôn, có người ngồi mà không biết phải là khách hay không nữa, cái khó khăn không ha. Đây thì đường Xuân Nguyệt Anh, lúc trước thì cái đường này nó tên là đường Xuân Nguyệt Ánh, nhưng mà sau này thì người ta nói là Nguyệt Anh mới là đúng, nên là đổi tên lại là đường Xuân Nguyệt Anh ha. Thì ở đây thì nổi tiếng với cái gì, nổi tiếng với cái là đây là rất là nhiều khách sạn, tòa nhà văn phòng đó, thì khách sạn rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ thì nó lại có một cái tình cảnh đó là khách du lịch thì bây giờ chậm, vắng và ế, cho nên là cái tình hình kinh doanh tại đây coi như là cũng eo xèo, gọi là đủ kiểu luôn rồi, gọi là bớt xì lết, chậm. Rồi những cái thẩm mỹ viện nè, spa rồi ngày xưa làm ăn đùm nộp luôn, thì cái sức gọi là cái nhan sắc là cái gì cái quan trọng nhất đó, là phải làm đẹp nè, làm đẹp để mà mình đẹp ra, mình dễ thân nhìn, gọi là thiện cảm hơn với người đối diện, đúng không, dễ tiếp xúc với khách hàng hơn. Rồi kể cả thời trang thời đó thì cũng rất là phát triển nữa, thời trang là phát triển ngon lành cành đào, cho nên là sẽ thấy một cái điều đó là vừa ăn mặc đẹp nè, người mình gọi là đi spa thẩm mỹ viện rồi làm đẹp nữa, thì cái trang nhìn nó trang trọng lên hẳn luôn, ngon lành cành đào, ai cũng vậy hết, tút lên, làm ăn càng được thì càng tút đó. Thì bây giờ khó khăn quá trời rồi, tiền thì như gia đình, nhiều gia đình nó rơi vào hoàn cảnh như đi vừa nói đó, nhiều khi là tới tiền điện, tiền nước không tiền đóng luôn, rồi giờ tiền đâu mà đi spa, tiền đâu mà thời trang quần này áo nọ. Cái đó là cái thứ nhất.
cái thứ hai là bây giờ là kinh tế mà nó đóng băng kiểu này á, coi như ở nhà không có đi giao dịch với ai đâu, nhiều khi cả 2 năm trời mà không có giao dịch được luôn rồi, cho nên có gặp ai đâu đó thì còn quanh cũng vẫn khu gần nhà không à, cho nên là đâu có cần phải nhiều như vậy. Đây nè, một cái căn nhà cho thuê nữa đó, anh thấy là giờ mặt tiền ở đây mà để dán bản cho thuê rồi, một cái điều cũng rất là hy hữu luôn rồi đó. Tại thì khu vực ở đây mình thấy đó là gần như luôn ha, những cái nhà ở đây á hay là coi như là bích chịch luôn, nhích ra cái là có người lụm, nhích ra có người lụm rồi, làm gì có chuyện mà đến dán bản mà đi kiếm người cho thuê. Mà bây giờ mà thật sự mà nói ha, giờ là dán bản cho thuê bấy bá luôn rồi, nhiều khi là cả năm trời cũng không có người thuê nữa, cái khó khăn bao nhiêu là những cái hoàn cảnh ở đây đó. Thì đi để gia đình chúng ta cảm nhận về cái cuộc sống của bà con, những cái thường nhật thường ngày, những cái mà góc độ nhỏ thôi, đi trên đường thôi. Còn mình bao quát mình nói hết tất cả các mặt về Sài Gòn này thì thứ nhất là kinh nghiệm kiến thức mình không có đủ, mình không thể nói được, mình chỉ nói được những cái gọi là nhỏ nhặt thôi, những cái vĩ mô mà trên đường mình đi thấy. Mình thấy đó thì có cô bán chè thì mình nói bán chè, bán xôi thì bán xôi thôi, và cái khả năng mình thì chỉ đến chỉ bao nhiêu đó và nói được bao nhiêu đó thôi. Đây thì cả nhà mình thấy là bây giờ thì coi như là eo xèo ha, đủ kiểu luôn này. Đó thì ở đâu cũng thấy gọi là một từ gọi là chậm, quá trời chậm luôn đó. Đi để cảm nhận được là cuộc sống bây giờ là trước mặt gia đình chúng ta là ngã ba của đường Xu Nguyệt Anh và Tôn Thất Tùng, đây ngay chỗ trung tâm quận nhất, mà nhìn thấy dáng tẻo đồ teo luôn ha, nhưng mà không phải dáng bình thường nữa đó. Thì ra đường mình nhìn thấy đi, xung quanh trước mặt ống kính của chúng ta đó, nó lèo tèo, nó le te, nó lốt tót, nó sao đâu đó. Nó không phải là giống như một cái Sài Gòn sôi động, một Sài Gòn mà gọi là không ngủ đó, hành tráng gọi là nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm nữa, mà bây giờ mình thấy có một cái nét gì đó gọi là nó chìm nghiễm và đượm buồn luôn ha. Thì clip em Ri đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.